thấy đi đến đây mà các bạn vẫn tiếp tục xem video của mình thì mình biết được một điều của mọi người là mọi người hiện tại đang rất là chán, mọi người ở nhà và không biết phải làm gì hết. Cá nhân mình cũng vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình cần phải đi lấy cái micro mà mình đã gắn ở trên boom này để lắp vào đây để cho cái vlog này trở nên được chất lượng hơn nhá. Mọi người đợi mình một lát. Và không biết là cái âm thanh của nó đã tốt lên nhiều chưa, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng đã khá lên rất là nhiều rồi. Và ở trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái đôi Jordan mà mình đã mua cách đây một năm. Thì không biết là sau một cái thời gian sử dụng cũng khá là dài rồi, thì không biết cái đôi Jordan đó của mình nó còn được như mới không. Thì mọi người hãy cùng xem cái video này để xem được là cái đôi Jordan đó nó sẽ như thế nào. Ok, thì đôi Jordan đầu tiên của mình không gì khác, đó chính là đôi Jordan 1 All Star Ebron. Thì đây là một cái đôi Jordan mà mình đã mua trong cái dịp mà anh Andy Vũ ra Hà Nội. Thì trong cái lần mà anh Andy Vũ ra Hà Nội đấy thì có ghé Head Factory, thì mình qua đấy để quay vlog cho anh Andy. Và trước đấy thì mình luôn luôn giữ cái tư tưởng trong đầu là mình sẽ không bao giờ mình mua Jordan, bởi vì nó là một đôi giày rất là xấu, một cái đôi giày mà nó rất là bình thường, không có gì gọi là hit cả. Nhưng mà cho đến khi mà mình đi cái party của anh Benjamin Trần về và nó đã làm mình thay đổi suy nghĩ hoàn toàn, đi mua ngay một đôi Jordan ngay lập tức. Nếu như mà tính theo cái thời điểm hiện tại thì đúng như ngày hôm nay là tròn một năm kể từ khi mình mua cái đôi giày này về. Và để mình show cho các bạn xem là những cái điều nào mà mình chưa ưng và những cái điều nào mà mình đã ưng rồi ở trên đôi Jordan này mà suốt một năm qua mình đã trải nghiệm nó. Và đầu tiên thì mình sẽ cho mọi người nhìn tổng quát của đôi giày này. Thì mình thấy là nó vẫn khá là mới. Về cơ bản ấy thì mình cũng là một cái người mà đi giày cũng khá là dữ. Chính vì vậy cho nên là những cái đôi Jordan của mình hầu hết thì mình đều đi rất là mới. Thế cho nên là hầu hết những đôi giày Jordan của mình ấy thì nó vẫn khá là nguyên siêu. Condition của nó bây giờ mà mình đánh giá thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 9,5 trên 10 thôi. Bởi vì là nó không hề có một vết ố, không hề có một vết rách hay là một vết mốc nào cả, mà mình đã vệ sinh nó khá là sạch rồi. Và cái điều đầu tiên là sau một năm qua mà mình đã gặp phải là các bạn có thể để ý ở đây là cái phần đít này của nó này, những cái phần da này của nó cũng đã cảm giác như là nó đã nhăn đi một chút chút so với hồi đầu mà mình mới mua về. Nếu như mà mọi người để ý thì đôi All Star Ebron này, cái cấu tạo mà làm nên đôi giày này nó làm bằng lớp da sần. Thế cho nên là cái phần da của mọi người thậm chí là nó cũng đã sần sần và nhăn sẵn rồi. Nhưng mà ngoài ra thì ở cái phần gót này của nó này, nó có để lại những lớp nhăn mà mình nghĩ là các bạn có thể hình dung và nhận thấy được đây là một lớp nhăn chứ không phải là do da nó bị nhăn. Về cái form giày của nó ấy, do là mỗi lần mình đi thì mình sẽ chỉ đi khoảng tầm vài tiếng thôi, sau đó thì mình sẽ dùng một cái shoe tree ở đây. Thì cái shoe tree này mình mua ở trên Shopee thôi. Thì mỗi lần mà mình đi Jordan thì mình thường là sẽ có thêm một cái miếng để vào cái phần mũi giày này để nó chống nhăn cũng như là nó hạn chế được cái việc mà gãy mũi. Như các bạn có thể để ý ở đây là đôi Jordan này của mình cũng chưa hề bị gãy mũi. Một cái điều đặc điểm nữa của nó là về cái màu phối màu ở trên đôi giày này, nó là một cái mồi phối màu nó trắng, nó hơi ngà ngà một chút. Thế cho nên là chúng ta sẽ không hề nhìn ra được cái vết ố ở trên những cái đôi giày màu trắng này mà mình mặc định khi mà mua về nó đã bị ố sẵn rồi. Và mọi người có thể thấy ở đây là những cái đường keo này, đường chỉ ở trên cái đôi All Star Ebron này của mình mua suốt một năm qua thì nó vẫn khá là bền, nó vẫn chưa có hiện tượng gọi là bung keo hay bung chỉ gì cả mà nó vẫn khá là ok. Mình không biết là cái đôi giày này mà các bạn dùng để chơi bóng rổ thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng vẫn sẽ rất là bền thôi. Và ngoài ra thì cái phần air wing này của nó ấy, nó vẫn khá là sắc nét và nó vẫn không hề bị bong tróc sơn. Một cái điều nữa là ở cái mặt đế của nó ấy, thì nó vẫn hiện ra được những cái gai ở trên đôi giày ở đây và nó vẫn khá là bám ma sát và khá là bám đường. Mình không biết đây là do cách mình đi giày nó giữ giày hay là mình thực sự là đi rất là ít thì nó mới bị như thế. Và có thể đây là một đôi Jordan mà mình đi cũng khá là nhiều. Và ở cái video trước thì mình có show với cả mọi người là cái đôi Jordan này của mình bị mốc do là một hôm mình đi trời mưa về và mình cứ để nó đó, mình không vệ sinh. Và khoảng tầm 2-3 ngày sau ấy là bắt đầu nấm mốc lên hết cả phần sút này, sau đó thì mấy cái phần đằng sau này. Nhưng mà khi mà mình vệ sinh rồi và mình có để sạch sẽ thì đến bây giờ
vẫn chưa có hiện tượng là bị mốc ở trên đôi Jordan này. Và mình thấy đây là một cái điều rất là hay. Mình có sâu một bên dây giày màu đỏ và một bên dây giày màu xanh là cây. Thì ngay từ lúc mà mình mua về thì mình cũng đã xỏ cái dây giày này rồi, bởi vì là mình muốn nó nổi bật. Trước đấy thì đôi giày này nó có để là màu đen cơ, nhưng mà màu đen thì thật sự là nhìn cái đôi Jordan nó rất là xấu. Ngoài ra ấy, thì ở cái đôi này, cái phần swoosh của nó ấy, các bạn để ý là các bạn có thể cắt ra được. Cắt ra thì bên trong sẽ là một cái dấu swoosh màu đỏ. Nhưng mà nếu như mà cắt ra thì mình nghĩ là nó sẽ mất đi được cái giá trị của cái đôi giày này. Cho nên là mình đã quyết định là không cắt nó. Mình sẽ để nguyên nó như vậy. Và về tổng quan, mình đánh giá cái đôi Jordan này mà mình đã đi trong khoảng một năm qua, thì mình thấy là cái form giày của nó ấy vẫn nguyên vẹn, nó không hề bị giảm đi một chút nào. Và nếu như mà có giảm ấy thì cũng sẽ chỉ giảm đi một cái phần nào đó, nó rất là nhỏ thôi, cũng không đáng để gọi là nói trong cái video này. Và nếu như mà mọi người mua được đôi Jordan này với cái giá retail của nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 3 cho tới 5 triệu ấy, thì thật sự đây là một cái đôi giày mà nó còn tốt hơn cả những cái giá tiền mà các bạn bỏ ra nữa. Mình cũng đã từng sử dụng những cái đôi giày trong tầm phân khúc khác, trong tầm đó mình không thể nhắc tên ở đây. Và chỉ các bạn để đi khoảng tầm 1 cho tới 2 năm thôi ấy, là cái đôi giày của bạn bị tã form đi rất là nhiều. Cho nên là mình nghĩ là nếu như đôi giày này mọi người mua được với cái giá retail ấy thì có thể gọi là một món hời. Còn mà mua với giá resale khoảng đắt hơn khoảng tầm x2 hoặc x3 ấy, về cái giá trị sản phẩm của nó thì mình nghĩ là không đáng. Mình nghĩ là không nên, bởi vì là dù gì thì nó cũng chỉ là đôi giày thôi. Cho nên là ví dụ các bạn mua, ví dụ đôi này của mình retail là khoảng tầm 4 triệu thì phải, mình mua đắt nó đắt hơn khoảng tầm 5 triệu, 6 triệu thì mình thấy là nó cũng khá là ok, cũng khá là hợp với cả cái túi tiền của mình để mình có thể chịu chơi và bỏ ra một cái đôi giày, bỏ ra một cái số tiền cũng không hề nhỏ để mua một cái đôi giày mà mình thấy là đi một năm rồi nó vẫn khá là bền. Tuy là mình có dùng cái miếng mà chống gãy mũi giày nhưng mà nó vẫn có hiện tượng gọi là bị gãy mũi ở đây. Các bạn có thể để ý là nó vẫn hơi nhăn nhăn một chút thôi, nhưng mà đây là một cái phần mà cũng khá là hay. Đối với mọi người thì đi Jordan càng nhăn thì nó lại càng đẹp. Những cá nhân mình thì mình luôn luôn giữ cho những đôi giày của mình nó được clean, được sạch và nó được tốt nhất có thể. Và mình giữ giày ở đây có nghĩa không phải là mình không dám đi giày, mà là mình vẫn đi giày bình thường, mình vẫn đi day by day, ngày qua ngày. Nhưng mà mình đi thì mình hạn chế những cái việc làm những cái việc mà thể thao, hoặc là mình hạn chế làm những cái việc nặng mà ảnh hưởng đến cái đôi giày quá nhiều. Mà mình ví dụ như mình đi chơi thì mình sẽ đi đôi Jordan này, thì về nhà thì mình sẽ lau sạch sẽ, sau đó thì mình sẽ cất lại vào tủ giày, và kèm theo thì mình sẽ cho thêm những cái gói chống ẩm trong cái đôi giày này nữa. Cho nên là nhìn giày của mọi người lúc nào nó cũng khá là mới và nhìn nó lúc nào cũng khá là clean. Một số bạn thì hỏi mình là có xịt nano vào những đôi giày này của mình không, thì mình xin trả lời là mình không hề xịt một cái gì ở trên đôi giày hết. Từ trước đến giờ mình không hề xịt một cái gì ở lên tất cả những đôi giày của mình, và nó vẫn khá là clean thật sự. Cho tới bây giờ mình phải công nhận là mình đi giày khá là siêu, mình đi giày rất ít khi nó có một vết bẩn lắm. Đó là cái chia sẻ của mình về cái đôi Jordan A Star Reborn này mà mình đã mua nó một năm qua. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bây giờ thì mình sẽ phải đi ăn cơm thôi, vì bây giờ cũng là 6 giờ hơn rồi. Ngoài trời thì vẫn đang rất là sáng. Ok, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace out.